cho việc là tại sao mà phía OMG họ là một đội tuyển mà đang chưa thua bất kỳ một lần nào đến từ các đại diện của khu vực APAC. Họ trừng phạt sai lầm là rất tốt. Tuần trước đó là trừng phạt sai lầm đến từ vị trí của team Flat. Thì ngày hôm nay cũng là một đội tuyển có tên là FL, thì họ cũng đã trừng phạt sai lầm chỉ một pha duy nhất thôi. Một pha đánh bom liều chết đến từ vị trí của 15. Nó bay bầu đến từ vị trí của Cocky trong tình huống đó. SMK cũng như những người đồng đội của phía đội tuyển OMG họ đã làm rất tốt ở lời thi đấu này. Thì họ không muốn để con Sena này được hở ra dành cho bên phía của đội tuyển OMG nữa. Fnatic họ có cho mình con bài Nautilus trong trận thi đấu này. Và bây giờ OMG sẽ là người đánh ngược lại. Đây là trận thi đấu mà OMG họ có cho mình con Galio và sau đó là cả con Zac nữa. Và chúng ta cùng chờ xem bước tiến của bên phía đội tuyển Fnatic là gì. Đây là học đòi à? Học đòi Hui Ba à? Không, câu trả lời nào. Làm gì đây? Rồi, lựa chọn của họ có lẽ khả năng cao nó sẽ là con Yone thôi. Yone sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời rất là nhiều so với lại một con Fizz. Fizz chọn thời điểm này vẫn là quá sớm. Và thậm chí là Yone cũng là như thế. Tôi nghĩ là họ nên chọn con bài này. Họ nên chọn con bài Zeke trước. Và sau đó nếu như Yone vẫn còn ở những sự lựa chọn sau thì họ sẽ có thể kết hợp lấy nó. Tại vì bên phía bên kia nếu như Final họ chọn Yone sớm thì OG ngược lại họ sẽ có thể đầu tư rất là nhiều những hiệu ứng khống chế cứng để có thể bắt chết con Yone này. Và Zeke là sự lựa chọn đúng đắn dành cho Final. Và bên phía bên kia thì OMG họ nên chọn lấy con Zac là sự lựa chọn thứ ba dành cho Wildcat ở khu vực trên. Nhưng họ đang hướng đến cái việc là cướp đi con Kha'Zix của đối phương trước cơ. Đây là cướp đi Kha'Zix của bên phía đội tuyển Fnatic, nhưng mà đội hình mà có Sena thì đánh Kha'Zix thật sự là nó có ổn không thì nó không thật sự là hợp lý lắm. Đây chỉ là một lượt lựa chọn mà bên phía đội tuyển OMG họ muốn tước đi một con tướng nào trong tay của Trebo mà thôi. Và bây giờ bên phía đội tuyển Fnatic họ sẽ phải suy nghĩ đến việc là họ lấy con tướng gì đây. Yone có lẽ sẽ là một lựa chọn mà có lẽ bây giờ họ nên phải lấy, hoặc là Zeiss. Zeiss vẫn còn trên bảng đồ và đây sẽ là vị tướng Zeiss kết hợp với Zeke. Họ không có Kha'Zix nhưng họ sẽ có thêm một vị tướng Winland kết hợp với việc đó là một vị tướng có khả năng đẩy lính tốt ở trong trận thi đấu này, là con Zeiss kết hợp với Zeke nữa. Bên phía đội tuyển Fnatic sẽ có những lượt cấm, có thể sẽ là vào cả Lucian cũng như là cả Corki luôn ở trong trận thi đấu này để họ khiến cho cái cánh của bên phía đội tuyển OG họ sẽ không có một hybrid carry. Rồi, bây giờ thì Mania Fnatic với cái động thái họ chọn con Zeiss ở lựa chọn thứ ba của họ thì họ đang ép đối phương phải cấm đi con Yone ở trong phase 2. Và OMG bên cạnh Lee Sin thì chắc chắn là nên nghĩ đến việc là cấm Yone. Nên nhớ là Fnatic bên phía bên đỏ ở trong ván này và họ được quyền chọn trước. Nếu như không cấm Yone thì Yone chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thứ tư của Fnatic. Và OMG họ làm như thế thật không. Họ không cấm Yone mà họ cấm Olaf. Thật ra bây giờ phải để mắc binh ấy, để cho JC có một kèo thắng thì con tướng tiếp theo mà bên phía Fnatic lấy có lẽ không là con Yone. Bởi vì con Yone không cần lấy sớm. Chắc chắn là đội tuyển OMG có Kha'Zix như này thì khả năng lấy Yone họ không cao. Con tướng mà tôi đang nghĩ đến dành cho Fnatic là con Garen cơ. Bởi vì bây giờ họ đã cấm cả Lucian và Corki rồi. Để cho Zeiss có một kèo đẩy đường là thuận lợi. Thì bây giờ con Garen là một trong những tướng mà Zeiss gây rất là nhiều khó chịu vào con JC này. Nếu như mà họ không lấy, nhưng họ quyết định là không lấy luôn. Họ lấy con V, một trong những tướng mà làm nên tên tuổi của Trevor. Và trong cái đó thì OMG họ không lựa chọn Garen luôn. Họ lựa chọn đây là trận đấu mà có hai sát thủ ở trong trận thi đấu này. Z và Kha'Zix sẽ là cặp để có thể bắt được tuyến sau của bên phía đội tuyển Fnatic. Wow, những sự lựa chọn nằm ngoài sự dự đoán của chúng ta. Bên phía của Fnatic chọn con Vi ở trong ván này. Đây là con bài bắt lẻ đơn mục tiêu thì tốt, tuy nhiên thì để kết hợp với cái đội hình mà đã có dây đã có Zeke thì liệu nó đã là tốt hay chưa. Con Vi ở trong ván thi đấu này sẽ có khả năng kết hợp tốt với lại Nautilus, và sau đó thì Zeke quăng si bom địa ngục vào và dây lao vào với dạng búa với những cú chỉ thiên của mình, rồi thêm một sát thương đơn mục tiêu cuối cùng nữa. Đó có lẽ là cái kế hoạch mà Fnatic muốn hướng đến ở trong cái ván thi đấu này. Trong khi đó thì OMG với cái đội hai sát thủ này thì cái mục tiêu của họ rất rõ ràng, đó là con Zeke nằm trong tay của Dani, nó sẽ là mục tiêu số 1 của họ. Đây sẽ là con Zeke. Bên phía đội tuyển OMG thì đây là một đội hình họ chủ động đánh hai sát thủ. Đây là đội hình họ đánh cũng là một theo dạng bắt lẻ đơn mục tiêu. So với bên phía của Fnatic thì cũng là bắt lẻ nhưng mà khả năng đẩy đường của họ tốt hơn, họ có dây, họ có Fiora. Họ sẽ đánh 1-3-1 được và luân chuyển được cái đội hình của mình. Còn trong khi đó thì OMG, đội hình này là một đội hình nên nhớ đây sẽ là đội hình không có búa tiến công của OMG. Họ sẽ tận dụng chất đẩy đến từ con Z và con Renekton mà thôi. Đội hình cả hai đội tuyển đều có những cái suy nghĩ nó cũng khá là vào form với nhau. Đều là muốn bắt lẻ trước, cấu rỉa tiền giao tranh và sau đó thì mới giao tranh. Nhưng chúng ta vừa thấy được một trận đấu mà bên phía đội tuyển Fnatic họ đánh một cái trận thi đấu sử dụng đội hình 1-3-1 ấy. Thì họ tận dụng không tốt cái chất tướng Zac này một chút nào cả. Và Fiora nằm trong cái wildcard mặc dù anh ta không có nhiều lợi thế nhá. Bên phía đội tuyển OMG họ thua tiền từ rất sớm, nhưng mà luôn luôn Wildcat là người đẩy được lính vào so với vị trí của Zac nằm trong tay của cha. Chất tướng cha, Zac nằm trong tay của cha nó không được tận dụng một cách tối ưu nhất. Chúng ta chưa thấy được một đợt đẩy nào
gọi là mắc binh đến từ người chơi này cả. Và trong cái đó thì ngay từ những giây phút đầu tiên với con sứ giả thứ hai thôi, chúng ta đã thấy được rằng bên phía của đội tuyển đó là OMG họ đã đẩy được gần như là cả một đường mega, với cái trụ thềm lính siêu cấp gần như đã bị mất đi đến từ bên phía của đội tuyển này rồi. Và đó là cho thấy được rằng một cái thực trạng ở thời điểm hiện tại của các đội tuyển APAC là về kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng cá nhân, mặt bằng chung của khu vực Trung Quốc và APAC, thì với APAC, với các top tầm giữa của Trung Quốc không có nhiều sự chênh lệch về kỹ năng cá nhân. Nhưng mà về macro thì các thành viên của khu vực APAC, không riêng gì Final, họ vẫn đang cần phải học hỏi khu vực Trung Quốc là rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai giữa trận đấu OMG gặp Final, Manila Final. Và đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng bảng của WIL Asia, giải đấu thứ 9 khu vực châu Á, được tài trợ bởi đồng sáng lập Coca-Cola Real Magic. Khu vực đường giữa SMK cùng với Aker đang đấm nhau rất mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là với cái kèo này thì Aker sẽ là người có được lợi thế. Và SMK ráng đến mức mà anh ta phải tung ra cái tốc biến của mình. Và nói lại về cấm và chọn trong ván thi đấu này, tôi nghĩ là bên phía của Final họ pick khá là tệ với con Vi này á. Nếu như họ pick con Yone thì cái canh 4 của họ giao tranh sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều, giao tranh tổng và cả giao tranh nhỏ lẻ nữa. Và nên nhớ là trong đội hình của họ có Fiora, một cái lý do mà các đội tuyển ở thời điểm hiện tại cũng đang hơi e dè trong cái việc sử dụng của Fiora, đó là bạn phải có một cánh 4 ở hướng ngược lại thực sự là mạnh. Nhưng rõ ràng là khi mà chúng ta đặt con Vi này với là con Yone lên bàn cân, và để nói về giao tranh cánh 4 còn lại của Final, thì rõ ràng là tôi sẽ thích con Yone trong ván thi đấu này hơn. Nhưng quyết định của họ lại không phải là như thế, quyết định của họ lại là con Vi cơ. Và chúng ta chờ đợi xem là người đi rừng bên phía Final, Trebor, anh ta sử dụng con Vi này tốt đến mức nào. Nhưng rõ ràng là con Vi ở giai đoạn cuối của ván thi đấu, thứ nhất là nó sẽ yếu đi một chút, và thứ hai là rất dễ như tình huống tải xuống hũ độc của bạn sẽ bị chớ và bạn sẽ bị bắt bởi đối thủ. Và lúc đó sát thương đến từ MC là rất lớn và có thể sốc chết được người đi rừng bên phía đối phương chỉ trong một nhịp. Rồi, đây vẫn sẽ là một kèo thi đấu mà 15 đã hỗ trợ cho Wildcat là rất nhiều. Với một kèo thi đấu sớm với con Fiora thì bây giờ level 3 rồi, Wildcat nó không còn quá khó khăn trong việc đánh solo, đánh 2-2, đánh 2-2 với cái kèo thi đấu này nữa. Trebor đã có những bước tiến của mình, anh ta đã hoàn thành cho mình xong đó là cả 5 bãi. Và ở đường trên chúng ta đang thấy là có một pha giao tranh rất hỗn loạn ở đây. Ba người ở khu vực đường trên của Final không biết đã tung cho mình chiêu cuối chưa. Đến từ vị trí của Vi. Chưa, anh ta mới lên cho mình level 4 thôi. Còn khá lâu nữa, và đây vẫn sẽ là một pha thi đấu kéo tốt, kết hợp chồng chiêu đà các thành viên của mình phía đội tuyển Final làm là điều họ làm, nhưng tuy nhiên họ không có thiêu đốt để đưa vào sát thương vào cho vị trí của Wildcat. Chiêu cuối luôn đến từ vị trí của các thành viên của bên phía đội tuyển Final, khi mà khả năng ăn rừng khá là bất ngờ khi mà ui, tại sao trong tình huống này mà Inyan anh ta vẫn còn tận hai bãi chưa ăn nhở? Có lẽ là anh ta mất một khoảng thời gian để anh ta đi đâu đó có thể là lượn ra khu vực đường giữa chẳng hạn. Nhưng trong cái đó khu vực đường trên thì Senna là người chết thuê cho Wildcat trong pha thi đấu vừa rồi. Nếu như đó là tình huống mà Vi anh ta có được cái tải xung hữu đột ở một cái thời điểm sớm hơn thì Wildcat chắc chắn sẽ là người nằm. Anh ta trước đó bị dồn sát thương quá mạnh đến từ đội hình của Final. Nhưng bây giờ thì Wildcat đã mất tốc biến rồi. Và đây sẽ là cơ sở để cho bên phía của Final tiếp tục khai thác vào khu vực đường trên của đối thủ. Và đồng nghĩa với việc là 15, anh ta vẫn sẽ phải bám ở khu vực đường này nếu như anh ta không muốn người đồng đội của mình tiếp tục phải nằm lại một lần nữa. Rồi, và đây sẽ là lợi thế rất lớn dành cho Chad, tiếp tục là những lợi thế dành cho người chơi đường trên của bên phía đội tuyển Final. Nhưng Chad cần phải tận dụng cái khả năng của mình rất là nhiều. Đây là những trận đấu chúng ta thấy được rằng cái sự non nớt kinh nghiệm khu vực đường trên của thành viên của bên phía đội tuyển Final nó khiến cho cái trận đấu vừa rồi là một trận đấu mà tưởng chừng như đó là chiến thắng 10-10 cho Final rồi, nhưng mà không, họ vẫn là đội tuyển giành thất bại. Cần có những khả năng đẩy tốt hơn đến từ vị trí của Chad trong trận thi đấu này, đặc biệt là bây giờ anh ta là một chất tướng mà chắc chắn sẽ có được bù tiến công so với vị trí của Redington. Anh ta sẽ là người phải đẩy mạnh hơn ở nhịp tầm đâu đó khoảng tầm 8 phút thì gần như Chad không cần phải giao tranh với những người đồng đội của mình, mà anh ta hãy thực hiện những cú đẩy đi. Trận thi đấu vừa rồi chúng ta thấy được rằng Chad với con rắc nhưng anh ta luôn luôn đi cùng với những người đồng đội của mình, tạo thành một thế 5 người. Và điều đấy thì ok, giao tranh họ có thể giành chiến thắng với việc họ có những mạng gục, nhưng chúng ta nhìn về những cái đường đơn ấy, họ luôn là đội tuyển thua trụ so với các thành viên của bên phía đội tuyển OMG. Và dù cho đến cái thời điểm mà bên phía đội tuyển OMG họ có cái tỷ lệ là 3-12 thì họ vẫn sẽ giành được bằng tiền. Và đây là tình huống mà có lẽ rằng Wildcat anh ta sẽ không phải thoát được đâu, bởi vì anh ta đã bị dính cho mình một cú thủy lôi tầm nhiệt sau pha cắt sắt vừa rồi, và đó là mạng dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Final tiếp tục là khai thác tốt. Bởi vì hiện tại thì Senna không có tốc biến, anh ta sẽ không thể dám dâng cao được, và tiếp tục là một pha thi đấu mà Trebor anh ta đang hướng rất cao lên khu vực đường trên để giúp cho Chad có một kèo đấu thắng đường. Đây là điều kiện để cho Chad có thể win land nha. Nếu anh ta còn không thắng được thì đây sẽ là một sự hối tiếc rất lớn cho các thành viên của bên phía đội tuyển Final. Một cái nhịp mà nó hất tung rất là chuẩn với cái chiêu cuối đến từ vị trí của Arisen. 15 không tốc biến và Wildcat cũng là như thế. Và rõ ràng là trong tình huống thi đấu vừa rồi thì Wildcat đánh rất ẩu. Anh ta khá non trong cái việc đọc vòng rừng của Trebor.
Và trước đó thì Trevor anh ta đã hoàn tất vòng rừng của mình lên khu vực đường trên để găng anh ta. Thì với một tuyển thủ lão luyện nhiều kinh nghiệm như White Cat thì anh ta phải đoán được điều đó chứ nhờ. Nhưng anh ta không đoán được một tình huống mà có lẽ là anh ta muốn tiến vào trong cái bụi chặt ba này để kiểm soát tầm nhìn bằng một cú cắm mắt. Anh ta ngay lập tức bị Trevor lao ra đấm. Và sau đó anh ta trở thành mạng hạ gục thứ hai dành cho bên phía của Fennel Manila. Và một lần nữa thì Fennel là đội tuyển vượt lên ở trong ván thi đấu này. Và đây sẽ là cơ hội rất lớn để cho họ có quyền lựa chọn mục tiêu và chọn lựa của Fennel, đó là kiểm soát con rồng ở phía dưới. Và như vậy là OMC sẽ đổi mục tiêu với đối thủ Indian đang khởi động ở sứ giả khai nước. Nhưng đây sẽ là tình huống 3-3, hãy cẩn thận. Bên phía đội tuyển Fennel cần là người phải tận trong tình huống này, bởi vì sẽ có siêu hùng giáng thế đến từ vị trí của Galio mà thôi. Chưa tung ra siêu hùng giáng thế, bây giờ mới tung ra. Injan có biên lượng báo là rất thấp, nhưng các thành viên của bên phía đội tuyển OMG đang là đội tuyển hơn người vẫn đang rất cố gắng. Và cú bom nổ vừa rồi đến từ vị trí của Dani đã dứt điểm được các thành viên của bên phía đội tuyển OMG. Và đó tiếp tục là lợi thế ở những phút đầu tiên dành cho đại diện đến từ khu vực APAC. Một pha thi đấu là rất khó chịu, họ chia người ra, họ chỉ cần hai người để có thể ăn con rồng đó thôi. Và sau đó 3-3, họ gây ra rất nhiều khó khăn dành cho bên phía của đội tuyển OMG. Và vừa rồi Dani cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình, một pha bom nổ dứt điểm được vị trí của Wildcat. Và sau đó thì cùng với gói chất nổ kết hợp với con sứ giả khai nứt này, họ có trụ đầu, rất nhiều lợi thế được tạo ra dành cho khu vực APAC một lần nữa. Hôm nay Fennel đánh early cực kỳ hay. Chính xác, một loạt những pha thi đấu rất hay của Fennel. Chúng ta cùng xem lại pha này. Ba người ngăn cản tình huống hàng sứ giả khai nứt bên phía đối phương, Fennel làm cực kỳ tốt. Họ chia đam với nhau, chia sát thương, chia ứng khống chế. Và họ thành công hạ gục được Wildcat. Sau đó họ không mất ai cả, họ câu đủ thời gian để cho người đi rừng của họ đến kịp. Và sau đó thì họ mang về được cả con sứ giả cái nước và đem thả nó ở khu vực giữa. Và cái trụ được nhường lại dành cho Dani ở trong pha thi đấu này. Tỷ số về màn hạ gục thời điểm này đã là 4-0 dành cho Fennel rồi. Và rất nhiều lợi thế về cả trụ, về cả mạng, về cả thế đánh ở các khu vực đường dành cho Fennel. Và 4.200 tiền là lượng tiền giãn cách ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta hãy chờ xem liệu rằng một lần nữa Fennel có lập lại cái sai lầm của mình ở trong ván thi đấu thứ nhất hay không. Họ làm tốt trong tất cả trận đấu, nhưng lại một lần nữa giai đoạn cuối thì họ làm không tốt. Khu vực đường dưới, một tình huống gió tử thần vào, ngay lập tức là Z biến mất sau đó. Và còn lại Trevor cùng với là Indian. Ui, đập bay đi! Đến hỗ trợ sát thương. Và Trevor dùng cú đấm của mình đẩy văng đối thủ vào trong cái rìa của cái siêu bom địa ngục đó. Pha combo rất hay đến từ các thành viên của Fennel một lần nữa. Và họ có được thêm những màn hạ gục. Và tiếp tục là những lợi thế đến từ bên phía đội tuyển Fennel. Một pha đánh 2-2 cực kỳ tốt, với một pha thi đấu mà chúng ta thấy được nhãn quan chiến thuật đến từ vị trí của Vi nằm trong tay của Trebo, một trong những vị tướng làm nên thương hiệu của anh chàng này ở mùa không. Một pha giao tranh mà anh ta đã có một pha hồi mã thương là rất xuất sắc. Aker đã có mặt ở đây. Đây là pha thi đấu mà rõ ràng Aker không muốn về, Aker muốn bết chiêu dành cho SMK. Và cú đấm tên lửa nó cũng rất chuẩn nữa, nó kết hợp cùng với một cái tả xung hữu đột khiến cho vị trí của Z anh ta không thể thở được. Còn đây sẽ là một tình huống trên cả 10 điểm đến từ vị trí của Chamber. Một cú đấm nó chiu đẩy thẳng vào siêu bom địa ngục đến từ vị trí của con bài V này. Một V khiết tinh hồng hoa thật sự là rất xuất sắc nằm trong tay của người đi rừng của Fennel. 6-1 rồi, và khu vực đường dưới thì Aker chắc chắn sẽ có trụ. Aker đang hơn một cấp độ so với SMK. Và rõ ràng là SMK bây giờ không có chiêu cuối, và anh ta thua cấp độ với đối thủ, không có cửa nào để cho SMK có thể solo lại với Aker. Anh ta chỉ có thể đứng trụ, ôm trụ và chờ cho đối phương đẩy đường trước mà thôi. Bây giờ thì OMG sẽ phải nghĩ đến việc tấn công ở một khu vực khác, và họ đang tập trung ở khu vực đường trên. Cả 15, cả Munster, Wildcat đang có mặt ở đây, nhưng khu vực đường trên đang được trấn giữ rất kỹ bởi Chad cùng với lại Ryzen. Và nên nhớ là Trevor cùng với Dani cũng đang đến từ phía sau, và đội hình OMG cũng phải lùi một lần nữa. Đây. Và chúng ta đang thấy được rằng đây là một lợi thế cực kỳ lớn luôn dành cho Fennel. 6.000 tiền, họ cần phải thiết lập pha giao tranh này. Tiếp tục là 4 người đã có mặt ở khu vực đường trên. Họ cũng không có quyết định có những pha cú đấm tên lửa quá là mạo hiểm. Họ cần phải check góc trước. Các thành viên của bên phía đội tuyển OMG họ biết điều đó. Đây là pha thi đấu lao vào đến từ vị trí của Injan, nhưng không thể nào mà dứt điểm vị trí của Aker. Aker hiện tại đang rất khỏe rồi, búa tiến công đã có, tăng rất nhiều chỉ số dành cho anh chàng này. Và họ lấy được trụ ở khu vực đường trên. Ngược lại thì họ sẽ đổi lại cái khu vực đường trụ này dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển OMG mà thôi. Khả năng tấn công đến từ vị trí của... Ôi, nhưng mà cái siêu bom địa ngục này nó sẽ vẫn đủ sát thương. Nó vẫn đủ sát thương để cho Injan cũng như là SMK có thể lấy được cái trụ đó. Ở trong tình huống vừa rồi, một pha gỡ gạc gọi là tặng nho nhỏ đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển OMG mà thôi. Nhưng tiếp tục bây giờ với một con vi nó xanh xao như thế này đến từ vị trí của Trevor, thì anh ta sẽ tiếp tục đầu ván đấu này, và con sứ giả khe nứt 20 giây nữa nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ là mục tiêu mà các thành viên của bên phía đội tuyển Fennel họ hướng tới. Indian cũng bắt đầu cho thấy cái lối chơi đồng đội của họ. Vừa rồi là tình huống Indian ta đưa cả thân mình ra để cản đường về của Aker, giúp cho người đi đường giữa của họ, đó là SMK, có thể lấy lại được cái trụ ở khu vực đường rồng.
ở thời điểm này thì cái lượng tiền đó ở trên người của SMK nó đáng quý hơn bao giờ hết. SMK đang thọt rất nhiều tiền trước khi mà anh ta có được cái trụ đó, và sau khi mà anh ta có được trụ thì anh ta đã cân bằng về lượng tiền trước Aker bên phía bên kia. Những cái lợi thế về kiểm soát bản đồ thời điểm này vẫn đang dành cho Fendo. Đội hình của MC vẫn còn đang là tương đối yếu, và đó là lý do vì sao mà họ quyết định lập bỏ con sứ giả khe nước này, và họ sẽ hướng đến việc đánh nhau với đối phương ở hàng rồng sắp tới. Sao bây giờ nếu với việc đội hình hai sát thủ này bây giờ đánh rồng, có khi bên phía đội OG vẫn không thể đánh được. Lượng tiền nó đang là chênh lệch là quá lớn. Họ phải bắt được vào vị trí của Dani cơ, và bây giờ chúng ta thấy được rằng cả năm thành viên đã có mặt ở đây. Cú mở đến từ vị trí của Master đơn giản là không được, thậm chí còn bị hất về với một cú gói chất nổ đến từ vị trí của Dani. Còn bắt được cắm ra, phát hiện tất cả tầm nhìn đến từ bên phía đội tuyển Phenol đang có 4 người đang có mặt ở đây. Trevor thả cho mình cú sứ giả khe nứt này gây áp lực lên khu đường giữa của bên phía đội tuyển OMG. Ăn đang là tốc độ là rất tốt, lao vào tốc biến sử dụng chiêu cuối, và con rồng này vẫn được giữ lại đến từ thành viên của bên phía đội tuyển OMG. Thoát được bao nhiêu người thì thoát, và đó sẽ là pha thi đấu mà họ đổi một mạng chiêu cuối được tung vào đến từ vị trí NMK. Múa là khá dẻo và anh ta phải sử dụng bỏ đi trong tình huống vừa rồi với một pha thi đấu xuất bóng của mình, và con sứ giả này đã húc được một cái trụ này, còn cần 5 người. Và trong khi đó thì chỉ có 3 người đến từ OMG thôi. Đây sẽ là cái trụ tiếp theo được hút đến, và thậm chí rằng họ muốn gây áp lực để có thể con sứ giả này hút được thêm một lần nữa cơ. Và chúng ta cùng chờ xem họ có làm được điều đó hay không. Khả năng là khó. Arisen còn rất thấp máu rồi, lao vào đến từ vị trí 15. Ui, sải tay ta rất dài, suýt chút nữa anh ta bắn được. Và đây sẽ là pha thi đấu anh ta bắn được trong tình huống rồi. Arisen quyết định là khuyên sinh trong tình huống này, và đó là Arigato, cảm ơn vị trí của người chơi hỗ trợ đến từ bên phía của đội tuyển Feno khi có một mạng dành cho vị trí của OMG. Một con sứ giả cũng thả là khá tối ưu rồi. Đó là hai trụ dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Feno. Còn đây là pha thi đấu mà bên phía Arisen anh ta đã sử dụng luôn cho mình, đó là cái tốc biến để bắt vào vị trí của con cá sấu này. Nhưng khả năng dồn sát thương một nhịp với cái cô lập và trừng phạt của Injan là khá tốt, cho nên đó sẽ là mạng hạ gục. À xin lỗi các bạn, đó là mạng rồng dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển OMG. Nhưng nó cũng không thể nào mà lấy được lợi thế được cả, nó chỉ ngắt được cái nhịp ba rồng dành cho bên phía của đội tuyển Feno mà thôi. Thế là đã tốt rồi, tôi nghĩ thế là đã tốt rồi. Và trong trận đấu thi đấu vừa rồi thì Indian anh ta làm rất tốt cái nhiệm vụ ôm mục tiêu của mình, và đội hình của OMG cũng đã làm tất cả mọi thứ để có thể giúp cho Indian thuận lợi ở lại trong hàng rồng ôm mục tiêu và tung ra cú trừng phạt để có thể lấy đi mục tiêu đó. Và họ bỏ lại hai người, nhưng sau đó thì họ cũng đã thành công dứt điểm được Arisen. Thì chung quy lại, dẫu sao OMG vẫn có thể kéo lại được về một chút thế trận ở trong cái tình huống thi đấu vừa rồi. Thứ nhất là bây giờ họ giải tỏa được áp lực về rồng, thì họ sẽ toàn tâm toàn ý hơn trong cái khâu phòng thủ của họ, không để cho đối phương dẫn dắt về mặt thế trận nữa. Và lúc này thì họ sẽ có thể hy vọng vào cái việc là hai sát thủ của họ bằng một cách nào đó sẽ bắt chết được vào vị trí của Dani. Vừa rồi là một tình huống mà SMK anh ta sử dụng concept của mình khá hay. Trong 4 người của bên phía Fennel, anh ta lại tìm đúng được vào vị trí của Dani, và Dani suýt chết trong một nhịp combo của anh ta. Thế là tình huống mà Mercer muốn khởi động giao tranh trong phần rừng. Hơi anh ta muốn bảo vệ phần rừng dành cho Indian, và anh ta đang muốn lùa cho Fennel phải tiến ra khỏi vùng rừng của mình. Nhưng bây giờ một cú bóng bỏ neo lao vào, sau đó là siêu bóng bị được quá nhiều sát thương. Cú tả xung hữu đột này bị outplay bởi cái đồng hồ cát. Nhưng sau đó là 4 người của Fennel vây lấy vị trí của 15. Một lần nữa thì OMG mất đi 2 người. Nhưng bây giờ thì sẽ rất khó cho họ để có thể phòng thủ, bởi đơn giản là Fennel đang đẩy lính vào cả hai đường. Họ đang có lợi thế về thế lính ở khu vực đường dưới và khu vực đường giữa. Và đây sẽ lấy là hai cái thế lính rất thuận lợi để cho họ có thể hướng đến Combadon về sau. Trận này mà viên đội tuyển Fennel họ không thắng thì đúng thật là tôi cũng chịu luôn. Họ đã có cực kỳ nhiều lợi thế rồi. Một trận thi đấu mà chúng ta thấy được rằng các thành viên của bên phía đội tuyển Fennel họ đang macro là rất ổn. Họ có một khởi đầu cực kỳ xanh xao. Đây là điều mà các thành viên của khu vực APC, đặc biệt là bên phía đội tuyển các đội tuyển Philippines họ hay làm. Đấy là họ đánh rất là sớm ở giai đoạn đầu. Họ sử dụng cái bản năng hoang dã của mình để có thể lấy được lợi thế. Và đại diện đến từ bên phía đội tuyển số 2 của Philippines, đó là Fennel, họ đang làm được điều đó. Chúng ta thấy được rằng chỉ đi qua những cú bom thì Master đã mất đi cho mình đó là nửa máu rồi, cực kỳ yếu. Còn Wildcat tự nhiên anh ta sắt lên. Anh ta sắt này là anh ta tự sắt ra sẻ thịt của mình rồi. Và đó là một pha thi đấu mà sau đó thì cái đồng hồ cát nó ngắt được cái nhịp chiêu cuối. Nhưng làm sao được với ba người đàn ông cao to lực lượng như thế này đứng trước một cô gái cực kỳ nhỏ bé như là Sena để có thể thoát được đây. Rồi, bây giờ thì Fennel họ sẽ kiểm soát Baron. Những cái vấn đề là Fiora đang đẩy lính ở khu vực được Baron, có lẽ là anh ta chưa lên cho mình cái dây dịch chuyển, và anh ta quyết định là đẩy lính ở khu vực gần những người đồng đội của mình. Trời bò một lần nữa tiến vào phần rừng bên phía đối phương để tìm kiếm mục tiêu. Nhưng đội hình của OMG lùi đi cũng là rất nhanh. Thời điểm này OMG đã mất đi trụ 2 khu vực giữa rồi, và họ sẽ quyết định là phòng thủ cái trụ 2 khu vực trên hay không. Chat bắt đầu đẩy lính vào. Danny đang bắt đầu ném bom. Khả năng phòng thủ của MC vẫn đang là rất kém. Một siêu bom địa ngục ngay lập tức giải tán đám đông. Ở bên phía của Fennel có được trụ 2 khu vực được trên.
rất khó. Vì bây giờ chúng ta thấy được rằng trận đấu nó giống như một cái tiệm bán tạp hóa vậy. Cái chè bơ nó rất là khó ăn, còn trong cái đó thì thức uống Monster Energy thì cực kỳ là đưa miệng. Monster đang rất yếu trong trận thi đấu này, và liên tục là những cú cấu rỉa khiến cho Monster mất đi cho mình đó là nửa máu. Còn Trevor thì anh ta cực kỳ khỏe và cực kỳ lực lưỡng với con bài vi của mình, nó không khiến cho anh chàng này có thể bị lên bảng điểm số bất kỳ một lần nào, mà anh ta luôn luôn có thể đưa thân mình ra để check với những cú đấm tên lửa thật sự rất áp lực. Còn đằng sau lưng anh ta luôn luôn có một người sẵn sàng xả ra thương bắn tùm lum với những cú đấm bom của mình, đó là Zik. Bây giờ thì cái thế trận đánh hai xạ thủ nó rất là khó cho các thành viên của bên phía đội tuyển OMG rồi, phải gọi là khó điên. Còn trong khi đó thì bây giờ 15 giây nữa thì con rồng tiếp theo của trận đấu này nó sẽ xuất hiện, đây là con rồng lửa. Và thật ra là bây giờ khi mà họ đã ăn được một con rồng này họ có thể bỏ. Bởi vì nếu trong pha thi đấu này Injan anh ta muốn tranh chấp ăn con rồng này, anh ta chỉ cần nằm xuống thôi thì chắc chắn bên phía đội tuyển Phenol họ vẫn hoàn toàn hài lòng để có thể tiến ra con Baron ở trận thi đấu này. Và đây sẽ là một tình huống mà bên phía đội tuyển OMG họ quyết định vẫn là không bỏ à. Và để xem rằng việc không bỏ này của họ có thành công hay không, bắt đầu sử dụng cho mình đó là màn xương. Trà đang đứng ở góc rất khó chịu, không check map. Và đây sẽ là tình huống mà chúng ta xem các thành viên của bên phía đội tuyển Phenol họ sẽ xử lý như nào đây. Chiêu cuối là rất đẹp, Injan dính cho mình đại thử thách, lao vào đến từ vị trí Trà cực kỳ khỏe khoắn. Một cú phản đòn sẽ là dứt điểm được rồi, và không thể không bỏ thì chắc chắn đây sẽ là bỏ túi dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Phenol mà thôi. Hai thành viên đã phải lên bảng đếm số, Monster Energy đang phải chạy và tốc biến theo đến từ vị trí của Trà. Liên tục là những cú kiếm có chí mạng, đấm là rất đau. Họ có thể bỏ con rồng này và tiến thẳng đến endgame trận thi đấu này à. Tiếp tục một lần nữa họ làm cái điều đó, nhưng lần này thì thời gian hồi sinh còn là khá lâu. Chiêu cuối mưa thi thạch được tung ra, đẩy hết lính đến các thành viên của bên phía đội tuyển OMG rồi. Và các thành viên của bên phía đội tuyển Phenol có lẽ rằng họ nên dừng lại và lấy con Baron này như một món quà mà bên phía đội tuyển OMG dành cho họ mà thôi. Bây giờ nếu như Phenol họ lùi về không ăn Baron, họ chuyển sang họ ăn rồng lửa thì nó mới hay nè. Nó lại y hệt như là ván thi đấu đầu tiên. Nhưng chắc chắn là Phenol họ sẽ không phạm sai lầm đó một lần nữa. Và ăn Baron với tốc độ rất nhanh, đó là Phenol. SMK bị khống chế từ phía xa, không thể Monster tiếp cận Baron. Baron đã được ăn xong bởi Phenol. Và Monster cũng đã phải lên bàn điểm số trong cái nỗ lực can thiệp của anh ta. Một lần nữa thì Phenol có được mục tiêu lớn, và họ sẽ hơn người ở trong pha đẩy cuối cùng này. Tạm thời cho đến thời điểm hiện tại, vẫn không có bất kỳ một cái sai lầm nào đến từ Manila Phenol cả. Họ đang có được lợi thế rất lớn để có thể kết thúc ván thi đấu này. Trebor đang ăn rồng một mình, nhưng nên nhớ là có hai con mắt được đối phương cắm ở đây. Nhưng cho rất dù là có tầm nhìn thì cũng rất khó để cho Injan có thể đưa ra một tình huống cướp rồng. Và rồng thứ 3 ở trong ván thi đấu này thuộc về cho Phenol, và họ đang điều lính vào cả 3 khu vực đường. Trong khi đó OMG có vẻ như họ muốn đang tổ chức bắt vào khu vực đường trên của đối thủ. Như ở đây sẽ đọc bài rất hay, anh ta tiến thẳng vào khu vực rừng và anh ta cứ thế lừng lững tiến tới, khiến cho đội hình của OMG phải lùi. Anh ta cover được cho người đồng đội của mình đang đẩy ở khu vực đường trên. Và bây giờ thì lính đang bắt đầu chạm trụ, và Injan phải tung ra những cú gai hư không của mình, hy vọng để có thể dọn lính. Nhưng được đợt lính này quá lớn, ba con ô tô ở khu vực đường trên quá khó để cho bên phía OG có thể phòng thủ. Và siêu bom địa ngục của Zik đơn giản là quá nhiều sát thương, và Monster quá của SK một lần nữa là bàn điểm số. Và một lần nữa cái đồng hồ ngưng động của 15 outplay được tả xung hũ độc của Vi, nhưng đó là những tình huống thi đấu cuối cùng của MC trước khi nhà chính của họ bị phá hủy. Một đều dành cho Phenol. Và đó sẽ là chiến thắng đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển Philippines. Top 2 của Philippines đã lên tiếng.